thì liệu rằng vừa vào vị trí giám khảo thì Vi nghĩ rằng là nó có phải là một cái nó quá sức so với em hay không, hoặc là em nghĩ rằng là mình có những cái tiêu chí gì để ban tổ chức lựa chọn em vào thành phần giám khảo. Cái câu hỏi thứ hai em muốn hỏi là đại diện ban giám khảo đó chính là ban tổ chức đó chính là như mọi người cũng biết rằng là cái cuộc thi của mình sẽ được dự tính là trưng kết vào khoảng tháng 11. Vậy thì chắc hỏi là những cái cuộc thi quốc tế ví dụ như là Miss Inter hay là Miss Grand đã có những cái dự định mới rằng là họ sẽ tổ chức cuộc thi tiếp theo vào tháng 11, thì chắc hỏi liệu rằng việc mình tổ chức cuộc thi nó gần như vậy thì cử những cái đại diện mình lựa chọn ra thì nó có thật sự là những chiến binh khi mà đi thi quốc tế không ạ? Xin cảm ơn. Và câu hỏi tiếp theo là dành cho ban tổ chức ạ. Xin mời bà Phạm Kim Dung.